Iran lại thay huấn luyện viên trước thềm World Cup. Chiều mùng 7 tháng 9, Liên đoàn bóng đá Iran bổ nhiệm ông Carlos Quadrezet ngồi vào ghế nóng dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này tham dự World Cup 2022. Liên đoàn cảm ơn Dragan Skocic vì những đóng góp của ông trong việc giúp đội giành suất dự World Cup. Sau quyết định của lãnh đạo liên đoàn, Carlos Quadrezet đã được chọn làm huấn luyện viên mới. Chúng tôi hy vọng rằng dưới sự dẫn dắt của ông Quiro, đội tuyển sẽ chơi tốt ở World Cup, Mohamed Jamad, đại diện Liên đoàn bóng đá Iran cho biết. Doha News cho biết tân chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran FFIRI Meditay quyết định bổ nhiệm ông Quadrezet. Chủ tịch Tây hứa hẹn mang lại khoảng thời gian yên bình cho bóng đá Iran sau nhiều tháng bất ổn nội bộ liên đoàn. Quyết định thay đổi huấn luyện viên của FFIRI khiến nhiều người bất ngờ bởi chỉ còn 75 ngày nữa là đến World Cup 2022. Đây là lần thứ ba FFIRI đưa ra sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo chỉ trong 2 tháng. Hôm ngày 11 tháng 7, FFIRI xác nhận sa thải huấn luyện viên Skocic do không kiểm soát được những mâu thuẫn trong phòng thay đồ. Tuy vậy, chỉ 6 ngày sau, FFIRI tổ chức buổi họp hội đồng quản trị để đưa ra quyết định tiếp tục hợp tác với ông Skocic. Ông Quadrezet từng dẫn dắt tuyển Iran trong 8 năm, từ 2011 đến 2019, hai lần giúp Iran vượt qua vòng loại World Cup 2014 và 2018. Tuy vậy, ở đấu trường thế giới, Iran không thể gây bất ngờ và dừng bước ở vòng bảng. Trước khi trở lại Iran, cựu huấn luyện viên Real Madrid dẫn dắt tuyển Ai Cập. Tuy nhiên, ông cùng học trò không thể giành vé đến World Cup khi thất bại trên chấm luân lưu ở trận play-off trước Senegal hồi cuối tháng 3. Sau đó, ông bị Liên đoàn bóng đá Ai Cập sa thải. Trong lần thứ 6 tham dự World Cup, Iran chung bảng B với tuyển Anh, Mỹ và xứ Wales. Họ có trận ra quân gặp Anh ngày 21 tháng 11, sau đó đối đầu xứ Wales ngày 25 tháng 11 và trận cuối vòng bảng gặp Mỹ ngày 29 tháng 11.